Thưa quý vị, mong muốn được ăn, được ngủ một cách bình thường, được mỗi ngày đều đủ sức khỏe để có thể đến trường cùng bạn bè. Những mong muốn tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng đối với các em nhỏ đang mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đôi khi lại là ước mơ khát khao mỗi ngày. Bị ung thư máu từ khi chỉ mới 5 tuổi. Đến nay em Nguyễn Thanh Vĩ đã phải trải qua 5 năm vật lộn trong đau đớn cùng căn bệnh quái ác. Những ngày tháng phải lọc máu, điều trị dài ngày tại bệnh viện. Đối mặt với sự đau đớn, sợ hãi, vẫn là cơn ác mộng dai dẳng như mới vừa hôm qua. Trong cái quá trình thời gian điều trị của em là rất đau đớn, mũi mệt, tóc rồi rụng hết, miệng thì lỡ. Rồi em đã khuyên cháu là con cố gắng vượt qua cho số phận của con, nhưng còn đau, ba mẹ biết. Mặc dù đến nay bệnh tình của em đã ổn định hơn, nhưng vẫn phải sống chung với thuốc điều trị. Trí nhớ suy giảm, khả năng tiếp thu cũng có phần hạn chế hơn so với các bạn đồng trang lứa. Dù vậy, Vĩ vẫn hàng ngày chăm chỉ học tập, nuôi ước mơ con chữ và luôn nguyện cầu mình có thể khỏe mạnh để được đến trường mỗi ngày. Em cũng rất cố gắng trong học tập. Đầu năm thì em có thiếu sách giáo khoa. Thì bên hội phụ huynh của lớp cũng đã hỗ trợ em về sách giáo khoa, cũng như nhà trường thì cũng tạo điều kiện cho em được nhận các quỹ khuyến học. Và cô thì cũng không có tạo áp lực cho em trong học tập, mà cũng cho em học được chừng nào thì học. Mặc dù vậy thì em vẫn cũng rất cố gắng trong học tập. Thời gian qua, thành đoàn, hội đồng đội thành phố Đà Nẵng và nhà trường đã luôn đồng hành, huy động các nguồn lực hỗ trợ cho gia đình em Vĩ trong điều trị, cũng như động viên tinh thần để em được học tập vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Theo khảo sát, hiện trên địa bàn thành phố còn rất nhiều hoàn cảnh học sinh khó khăn cần được hỗ trợ giúp đỡ. Vì vậy, thời gian tới, hội đồng đội thành phố sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội chung tay tiếp sức đến trường cho các em, nhất là các em thiếu nhi đang mắc các căn bệnh hiểm nghèo, thiếu nhi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.